Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Boy Tạc Jimmy. Ok, hãy ủng hộ cho mình thật là nhiều subscribe bằng cách các bạn hãy nhấp vào đăng ký kênh kênh Boy Tạc Jimmy của mình thật là nhiều subscribe nha. Dạo này mình mất subscribe rất là nhiều, mình đang điên cuồng, đang quay cuồng đây. Khùng rồi, nói chung là mình lên cơn khùng rồi. Mất rất là nhiều subscribe. Thằng Tú Chim Xanh cũng bỏ subscribe của mình luôn rồi. Nói vậy cho người ta thấy, tao thương tao subscribe mày. Anh em đông nhất đừng nên nghe câu nói gì của mình hết, mà hãy nhấn vào subscribe thật là nhiều cho mình đó. Nói chung mình mất subscribe rất là nhiều, anh em hãy ủng hộ mình nhiều nhau. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip về nội dung tình yêu cho anh em, xem sao anh em bảo đảm sẽ ôm nhau hôn hít, mặc dù là trai với trai nhưng vẫn thể ôm hôn hít như thường. Nghe ghê quá nè. Clip mang tên Valentine tình yêu. Chúc anh em trong ngày hôm nay, mặc dù không phải Valentine nhưng mà cũng vui vẻ xem clip của mình, like và subscribe cho mình. Đây chính là hoạt động Valentine nè. Hiện tại các bạn thấy là tổng cộng có 16 cái hộp quà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Rồi, 16 cái hộp. Thì chúng ta sẽ dùng những cái hóa đơn như thế này đây. Đó, hóa đơn quà tặng. Và chúng ta nhấp vào mỗi cái hộp quà, các bạn thích cái hộp quà nào bạn nhấp vào thì nó sẽ được quà. Những cái phần thưởng thì nó sẽ cho chúng ta biết ở đây. Đó, một cái con bếp phụ là bếp Mixer 13. Rồi một cái thời trang. Thời trang này thì không phải của mình rồi, chiến sĩ của mình thì không có mang được cái thời trang mà hở hang thế này được. Thời trang này thời trang tắm biển, mặc đồ bikini. Đây, rồi. Có một cái danh hiệu nữa. Danh hiệu táo nhỏ cũng rất là ngon đó bạn. Đó, với lại trang sức phòng bếp cưới. Mình thì mình hy vọng mở được cái danh hiệu nè, với lại trang sức bếp cưới thôi. Ngoài ra mình chả cần gì hết. Với lại giá trị mắc ma cũng được đó. Ngoài ra mình không cần gì hết. Hôm nay thì mình sẽ dùng 161 cái hóa đơn của mình để dùng Valentine, để coi hôm nay coi thần tình yêu có trao tặng cho mình được vật phẩm gì ngon lành không nha. Anh em nhé, ủng hộ cho mình nhiệt tình nha. Rồi, like video subscribe vào đi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng nè. Hôm nay thì mình sẽ làm theo một cái công thức, đó là từ trái sang phải 1, 2, 3, 4 và sau đó cứ theo thứ tự. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vô đầu tiên. Chưa. Rồi, 100 kim cương cổ đại. Ngon 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 ngon. À đều mấy viên đá này lấy làm gì trời. Mấy viên đá này dùng để tẩy luyện máu vật nữa bạn, nhưng mà mình cũng chả cần. Rồi, cái này dùng để tân cấp hải hồn, đá ngân tinh cũng được. Rồi, mã não cũng được. Rồi, quặng vàng, nói chung là đừng có ra mấy viên đá thôi, còn lại thì mình lấy hết. Rồi, san hô, ra biển lấy san hô với mã não. Rồi, tuyệt vời. Liên tục là những cái đồ tào lao thôi các bạn ơi, không có gì hết. Mã não tiếp. Ủa, mình kêu mình làm theo thứ tự mà. No. Quên 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 anh em thông cảm. Bây giờ mình sẽ làm tiếp theo thứ tự nha. Rồi, liên tục là những cục đá đó bạn ơi. Các bạn làm theo thứ tự nó không có may mắn cho lắm. Rồi, tuyệt vời. Ok man. Rồi, ok, ngay cả trái chuối nó cũng cho mình nữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nổi, ui mình nổi điên rồi cho nên mình sẽ dùng lượng lớn. 16. À, khả năng ra quà rất là ngon. Chà. Ba lô đầy à. Thôi, ba lô đầy thôi, chấp nhận số phận thôi, đành phải dùng những tuyệt chiêu này thôi, chứ ba lô nó đầy rồi là không có thể dùng được sử dụng lượng lớn. Ui, trái tim ác ma nè các bạn. Cuối cùng mình cũng đã được một cái rồi, trời ơi, mình đã được 20 trái tim ác ma rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ tiếp tục rồi, quay lại từ đầu làm lại cuộc đời. Đó, có nữa nè, ngon rồi. Được được được, anh mình thích cái trái tim ác ma đó. Mày làm ơn mày ra cái danh hiệu tao, cái danh hiệu táo nhỏ đó, mày ra đi, ra tao thưởng cho kẹo nào, ra tao mua kẹo cho anh. Trời ơi, không ra luôn, không, chung là không ra các bạn ơi, nó ra cái tàu lao không à. Rồi, à giờ mình sẽ qua mình nhấp tàu lao luôn, bật rồi, giờ không theo thứ tự nữa, thích cái nào nhấp cái đó thôi, mình thích thì mình nhấp thôi, tha thu, giờ tha thu không cần nữa. Rồi, mà cái viên đá tàu lao này đưa cho mình làm gì trời. Danh hiệu nằm đâu á, nó không có. Rồi, ok, tuyệt vời. Rồi, tuyệt vời. Những cục đá ngu người. Mà nào, chân trâu. Nó chân trâu thiệt phải ngon không? Này chân trâu giả. Tí xem mình sẽ dùng mấy cục đá để mình tẩy luyện báu vật cho anh em xem. À, tăng thuộc tính lên nha. Rồi, tuyệt vời. Không có một cái gì ngon luôn. Mình đã tẩy quá trời đó. Chung cũng rất là nhiều rồi, tầm 7-80 cái rồi, mà nó không ra cái danh hiệu cho mình. À, giờ mình sẽ kiên trì với một cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mình về may mắn với số 14. Mình sẽ chọn số 14 nhưng mình nhấp hoài luôn.
Đó. Đó. Ok, tao không tin là mày không ra đồ ngon cho tao. Rào. Rào. Mày thích lầy không? Lầy nè. Mày thích lầy không? Mày còn tới bảy mấy cái là các bạn ơi, không mình không tin là nó không ra. 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 Rồi, liên tục là những pha ra ngu người của mình và không có gì ngon hết. Kim cương cổ đại, mày ra mát kim cương cổ đại tao cũng được. Đó, huyết linh, thủy tinh thời trang. Rồi, nói chung là rất là cực khổ làm cái này mà không có gì ngon hết. Không biết có ai được đồ ngon cho ta. Có khi nào dụ mình không ta? Nó không thèm cho mình đồ ngon mà cho đàn bà đồ tào lao. Ok, liên tục là những pha của bắp. Ui, được mít tầm 13. Vãi chưa? Trời ơi, Mr. 13 mình có rồi mới đau nha. Trời ơi, nó ra cái gì cũng ra ra Mr. 13. Dính đâu con Mr. 13 đó các bạn. Dài ngon, cũng được, tắm được. Giờ tao cần cái danh hiệu này, mày ra danh hiệu cho tao đi. Số 14 của mình cũng khá may mắn đó bạn. Nhưng mà nó ra cái mình có rồi cũng như không. Ok. Đó, mình phải nhấp liên hoàn cho mới hên được. Còn 30 cái à. Ra. Cái chuối đưa tao làm gì? Nói chung trong đây mình ra toàn đá không bạn ơi, mà ra nó chả có gì ngon. Ra được con bét. Trời ơi, mình đang rất là cần cái danh hiệu với lại trang sức 1 mét rưỡi mà nãy giờ 6 cái thời trang 1 mét rưỡi mà nó không dính được cái nào. Rồi, xác định rồi đó. Mình cũng xác định được là mình được những cái gì rồi đó. Rồi, ok, bye bye. Còn 9 cái, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và còn một cái cuối cùng này mình nghĩ là mình sẽ may mắn. Adam. Tào lao. Các bạn thấy không? Mở được rất là nhiều đồ tào lao, 16 một đống đá này luôn, không biết làm gì đây. Đá nó làm cái chinh hầu gì được. Rồi, còn đồ tạm thời của mình cũng còn rất là nhiều. Giờ thì mình sẽ bán bớt một số cái thẻ bài này đi. Để mình lấy cái đá đó vô tí rồi mình đi tẩy luyện báu vật cho anh em xem. Rồi, bán bớt những cái thẻ nào mà ít để mình mới nhận được mấy đồ kia. Ok, 4 thẻ nè. 4 thẻ nè. Rồi, bên đây cũng còn một mớ nè các bạn. Đó. 3 thẻ nè. 1 thẻ nè. 2 thẻ. 3 thẻ. Rồi, 1 thẻ. Hết chưa? Giờ còn một đống thẻ không à. 3 thẻ nè. Rồi, ok, cũng giải quyết được một mớ rồi. Bây giờ mình sẽ nhận. Rồi, mấy cái trái này nhận làm gì trời. Chật túi quá đi. Rồi, mình sẽ sử dụng hết mấy cái trái ác quỷ đó thì nó sẽ rộng ra rất là nhiều á. Ui quá trời luôn. Lên cộng 3 luôn. Ui xài. 137 với 143 hả? Còn thiếu tầm 8 ngàn nữa. Ok, nhận hết luôn đi. Chưa hết nữa. Để mình dung luyện mấy cái chuối. Mấy cái chuối cũng giúp nhiều kinh nghiệm lắm các bạn. Một trái là 2k đấy. 2k là 4k, 6k, 8k. Đó, đủ rồi, đủ, đủ, đủ lên cấp luôn. Chúc mừng cái ác quỷ của mình đã lên cấp 3. Mình sẽ tăng được thêm sức mạnh. Đó. Tăng sức mạnh lên đó bạn. Sức mạnh nhân vật chính mình đã lên 239, gần 240 này. Đó, nó còn mạnh hơn cả Jim Bell nữa bạn thấy không? Rất là mạnh luôn. Ủa gì vậy? Mình đang nhận đồ tạm thời mà. Đây đúng rồi. Ok. Giờ mình sẽ nâng nó lên chắc cấp 4 luôn nha. Cố gắng lên cấp 4. Cấp 4 là 270.000 kinh nghiệm. À, xong. Nghĩa là mình đã chỉnh lý xong. Và nói thiệt các bạn là mình nhận đá rất là nhiều. Ủa sao nó huyền ảo vậy, mình chả thấy gì hết vậy? Mấy đồ trong kho được thì mình sẽ cất trong kho hết. Cái này phòng lễ phạm mình sẽ quăng vào. Đó, quăng vào hết. Ồ, đá nguyên năng lượng hả? Mấy cục đá này để tài liệu báu vật không à? Rồi, kim cương cổ đại nữa bạn. Lên được 3.001 luôn, ghê thiệt. Ngon. Cũng khá ngon. Được đấy, được đấy, được đấy, mình thích rồi đấy. À, giờ thì mình sẽ mở 300 cái túi khoáng thạch này cho anh em xem. Đó, quặng vàng chất lượng thấp, quặng bạc chất lượng thấp, quặng bê tông cốt thép chất lượng thấp, xi măng thì từ leo me luôn. Chờ đây các bạn, chờ mở hết 300 đây rồi mình sẽ cho các bạn xem mình đánh băng của râu đen. Mà lẹ đây.
Giờ giờ Valentine này không có gấu. Muốn mở cái này để có gấu ôm mà thành ra không có cái con gì luôn. Đừng Mr. Ba ôm, không lẽ giờ mình ôm cái con Mr. 13 này. Rồi, không được rồi các bạn ơi. Mình sẽ sử dụng cái Mr. 13 cho các bạn xem nè. Ok, sử dụng nha. Rồi, ok xong rồi đó. Mình sẽ vào bếp phụ cho anh em xem. Tổng cộng mình đã có hai con Mr. 13. Ui trời đại ca. Hai con luôn mới đầu lòng mới chứ. Khủng khiếp. Rồi, thằng râu đen đâu? Mày hả? Mày dám làm tao xui xẻo hả? Dám làm tao tâm hồn tao đen tối hả? Mày chết chứ tao. Ủa cái vậy? Sao băng râu đen mà không thấy râu đen đâu hết rồi mấy cái đứa nhảy nhép này vô đây làm gì đấy? Ui trời đất lòng. Được hai viên bản não. Rồi, vậy là mình đã sắp xếp rồi không? Bây giờ đá cũng rất là nhiều. À, mình khi nào rảnh mình sẽ làm một cái clip tài liệu báu vật dành cho những cái này. Ok. Bây giờ thì mình kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Chúc các bạn một buổi trưa mát mẻ và Valentine vui vẻ. Valentine vui vẻ nha. Còn nếu không có ai ôm thì các bạn nhớ ôm mình. Một mình sẽ ôm hết tất cả các bạn. Vòng tay của mình ôm hết. Ok, bye bye tất cả các bạn. Nhớ like video và đăng ký kênh Vô Tật Vinh Mây. Gì vậy? Tú Diêm Xanh nó dám nói mình dê kìa anh em. Anh em còn chưa biết comment sỉ nhục cái gì nữa. Ok bye bye nha. Bye bye tất cả bạn. Bây giờ mình đi ôm Tú đây. Tú ơi.